Thanh Nhi, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh Phương nha. Hôm nay thì Phương dẫn cả nhà đi ra ngoài vùng ngoài đây mình giăng lưới. Hồi nãy Phương có giăng rồi, giờ thì mình đi thăm nè. Cả nhà cùng đi thăm và chúc may mắn cho Phương nha. Nay giăng lưới dọc theo cái bờ giang cổ. Kia là khu trên 300 á, cả nhà cứ giăng dọc dọc đây nè. Giữa đường lên kênh với lại là trên cái ruộng á. Mùa nước nổi là nó sẽ làm tổ như vậy nè cả nhà. Nó tự làm ở bên nó luôn á. Thấy không? Đó, nó ở trên đây nè. À, trời ơi, có trứng, còn trứng nữa. Ôi, nó bị trang, Phương tưởng nó nở rồi. Ôi giời ơi, còn hai trứng. Tưởng nó nở rồi cả nhà ơi. Thấy đâu, nó đậy lại vậy nè. Không thấy dấu tích gì luôn. Ôi giời ơi, còn hai trứng nè. Nở rồi. Hay không? Biển đây là ăn cá rô biển. Em rô biển cả nhà. Đây em rất sạch.
hai bụi hồng với một bụi lòng xanh. Vô một em cá bóng tượng cả nhà ơi. Bóng tượng luôn nha. Hên quá. Ê, bóng tượng đầu phì. Wow. Mới dính luôn, dính gặt nha cả nhà. Nào, con phì nè. Trên nước này thì tổ của những con chằn nghịch ngóc cao này kia cả nhà, những con mà đi mò cá dưới nước á thì nó hay làm tổ dưới nước nha. Giờ mấy cái nghe cục sâu lưới mình nó bị dính nữa hay vậy ta? Rồi có dính hay gì rồi? Thấy không? Ủa? Không, không rõ gì nữa.
bướm. Nãy giờ luôn mới gặp em sạch bướm. Con gì gọi lớn dữ vậy? Ây, ôi ơi, dính một nồi đầu lứa luôn cả nhà ơi. Một nồi ngay đầu lứa. Cả nhà coi nè. Giời ơi, bị một nồi luôn. 4.000. Lớn lắm không mà cả nhà. Nè. Ôi ơi. Hết có biết rồi. Ê dạ. Cha. Ngay đầu lớn luôn. Cá sạch này thì chiên ăn ngon cả nhà. Trời, con này bự cũng vậy. Con này to nha. Cho một tay thứ. Một em cá bóng. Một em cá rô biển. Hai em cá rô đồng. Và nhắn em cá sặc. Ngon lành không cả nhà? Thì mình nấu canh nha cả nhà. Mình sẽ kho. Cái sặc thì mình sẽ chiên. Cái vô, cái bóng mình sẽ kho. Rồi thì mình sẽ chiên đồ nấu canh nữa là xong. Cháu giờ đúng rồi. Cả nhà ơi, thì Phương đã tới nguyên cái dàn khoai mì của Phương rồi nè. Cho cả nhà xem nè. Phương cầm cũng lâu rồi đó, từ hồi mùa khô tới bây giờ tới mùa nước luôn rồi. Dọc cho nguyên một cái đường mương cái nhà. Đây là khoai mì vàng nha. Không phải khoai mì hướng cái nhà thường thường hay ăn đâu. Đây là giống khoai mì vàng á. Khoai mì sao ta? Cái ruột nó màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, Phương trồng dài lên đằng kia luôn, nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là tới mùa nước lên rồi. Phương chưa định thu hoạch đâu, nhưng mà mùa nước tới rồi này đó nha, xem nè. Nước tới đây rồi. Gió bật lốc hết một bụi luôn. Bật lốc hết bụi rồi cả nhà. Ủa ơi. Bây giờ thì cả nhà cùng với Phương mình sẽ đi thu hoạch mấy bụi còn lại luôn nha. Thì mình mới thì mình sẽ để trong nhà bếp á, để dùng qua ngày cũng được. Mới thì mình sẽ nấu canh hoặc là mình làm bánh trong thời gian mì thì làm gì cũng dễ ăn cả nhà. Ngon nhất thì mình có thể hấp cơm cũng ngon. Rồi để Phương nhổ rồi cho cả nhà xem ở phía bên trong đó nha. Khoai mì vàng á. Này thì mình trồng cũng giỏi, mình cũng cắm nhánh như khoai mì kia thôi cả nhà. Đúng rồi, thấy không? Chắc cái này hơi nước. Hơi rồi. Rồi,
này á Phương trồng một gốc như vậy tới 2-3 nhánh cây là. Thì chở tay không kịp luôn cả nhà ơi, nhưng mà cũng thu hoạch được một mớ những bụi cây ở trên cao, những mô đất cao nha cả nhà. Giờ thì Phương xin phép cả nhà dừng video đây luôn nha. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha cả nhà. Hôm nay mình có cá giăng lưới và có khoai. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.